Hello anh em nhé, chào mừng em đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Ok, trong các tựa game lên bài đổi thưởng uy tín hiện nay ấy, thì có rất là nhiều. Nhưng mà để chọn ra những cái con game uy tín, những con game chất lượng để anh em chơi thì nó cũng chỉ đếm những con trên đầu ngón tay thôi. Thì thực tế thì để mà nói là các con game mà nhiều ấy, thì rất là nhiều. Nhưng mà nói thật là những cái con game anh em chơi ấy, thì anh em chọn những con game to hẳn luôn đi. Những con game nước ngoài bên Philippines đó ấy, kiểu Go88 hay Sunwin đồ, thì nó rất là ok. Mặc dù là nó có, anh em cũng nghe tiếng nó bịp, thì nó ra mắt là cả chục năm nay rồi. Thì có người chơi, có người thắng, người thua. Thì tất nhiên là người thua sẽ bảo là bịp rồi. Cái tất là người thắng thì người ta lại chả nói gì. Ừ, đấy là chuyện bình thường. Đấy, hôm nay tôi sẽ xét những cái tiêu chí như thế nào để được xét là một con game uy tín, ok là chất lượng, chơi được, ok chưa? Thì thứ nhất này, nói về cái vấn đề uy tín thì chắc chắn rồi. Trong các con game tài xỉu thì là rút được tiền đã là một cái vấn đề rất là quan trọng rồi. Ý là chưa kể đến chuyện thắng thua các thứ nhá. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên là cái dòng tiền nó phải lưu thông được. Mình nạp được, mình rút được. Nhiều con nó không rút được đâu, tôi nói thật đấy. Nạp thì có khi là được. Và thứ hai là tốc độ nạp rút. Nhớ anh em cứ bảo là chứ nó chả quan trọng gì cả. Tiền vào tiền ra được là được đúng không anh? Thì cái đấy cũng phải là đúng. Nhưng mà khi mà anh em nạp ổn, nạp nhanh một tí, rút nhanh một tí thì anh em chơi rất là tâm lý nó thoải mái hơn rất là nhiều. Anh em có cảm giác là tiền nó an toàn ấy. Tiền nó an toàn nên lúc đấy anh em chơi sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Anh em có thể chơi lỡ mất đi nạp vào rất nhanh, cái mood chơi vẫn là còn. Hoặc là rút thì rút nhanh thì là yên tâm bậc nhất rồi. Chả có cái gì vui sướng bằng việc mà mình chơi thì xỉu, mình ăn tiền mà mình rút sẽ phát nó ra ngay cả. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Thì đó, thứ hai để anh em xét trong một cái cầu thì xỉu, trong này thì có rất là nhiều game nhá. Thì anh em xét cái độ tương đồng, ví dụ như anh em có một cái laptop hoặc là một cái điện thoại khác thì anh em xem xét cái cầu dưới đây. Anh em xem cái cầu dưới đây, thế là nó có đi giống nhau không, nó có lệch nhau không. Thì nếu mà những đem ra cái cầu khác nhau thì chả khác gì anh em chơi bot cả, thì nó đang dẫn đường cho anh em thua đấy. Thì đấy là một vấn đề rất quan trọng. Thì đó là ba vấn đề đầu tiên. Đấy, nói chung là ra sao thì sao phải có một cái dòng tiền nhất định. Và tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là anh em để ý hai bên cược này. Một con game mà nó ok thì phải có một lượng người chơi và một cái dòng tiền lớn. Thì giữa cái hai tay này thì luôn tồn tại tổng bill lên đến tầm 1-3 tỷ. Cái đấy là điều kiện cần rồi. Khi đó tại sao anh em biết là anh em chơi sẽ tự tin rất là nhiều. Vì làm sao, giữa những cái người mà đáng đánh hàng trăm triệu, hàng chục triệu một tay, thì sao mà người ta có thể ke được từng người như kiểu là mình được, đúng không? Mình chỉ đánh vài trăm k đến một mấy triệu thì sao mà người ta quan tâm những cái thằng như mình, đúng không? Thì nếu cái trường hợp mà bi tiêu cực nhất là nó có can thiệp vào tỷ lệ của người chơi, nó có bịp người chơi, thì tôi nói thật, giữa một cái tay như này là hàng nghìn người chơi thì người ta cũng sẽ bịp tầm 10 người. 10 người đứng kiểu 10 người đứng top ấy anh em. Chứ sao mà những cái thằng lẻ tẻ như kiểu 10 thằng đánh 2 triệu một tay thì sao mà người ta ke được cả 10 thằng. Thì đó là vấn đề đỏ đen nữa, đúng không? Chơi cái này thì vốn dĩ từ đầu xác định đã là đỏ đen rồi, nên là cứ thoải mái mà chơi thôi. Cứ chọn con game uy tín mà chơi, cứ chọn con nào nhiều người mà chơi. Đừng có dạ gì mà chơi ăn của lẻ, không được đâu. Đấy, thì với những cái kinh nghiệm mà tôi đã chơi rất là lâu năm rồi thì tôi lại chia sẻ lại cho anh em như thế. Đấy, anh em thấy sao thì hãy để lại ý kiến bên dưới cho mình. Thì mình ở đây thì mình nói chung là cả tháng này rồi thì mình cũng chơi 6-8 game bài đấy. Thì hôm nay thì mình cũng ăn sương sương là 7 củ giờ. 7 củ. 7 củ là cũng ổn rồi, không phải ít đâu. Đấy, thì mình muốn chia sẻ cho anh em cái cách chọn con thế nào để ra một con game uy tín, một con game chất lượng để mà chơi, để mà không mất tiền. Thì nói thật là tôi cũng chơi, anh em xem video kênh thì cũng thấy là tôi chơi cả tháng này rồi. Thì mất tiền thì cũng rất là ít. Tôi làm 30 cái video đi thì giỏi lắm được 4 cái video là hòa, 4, 5, 6, 7 cái gì đấy là hòa hoặc là mất tiền. Còn lại là toàn ăn hết, mà ăn là ăn nhiều nhá. Đấy,
chủ trương của mình thực tế là ăn non, nhưng mà thực tế là mình ăn vẫn nhiều, vẫn ổn. Nên là ok, anh em có thể dựa đó nhá. Ok, thì video mình cũng đến đây là kết thúc. Làm thêm con cá nữa cho trôi này. Ok, ván này coi như là phi lợi nhuận đi. Liều cái tay này, thua thì thôi, coi như nãy giờ lợi nhuận là mất hết. Không sao cả, không sao cả anh em nhá. Cho con cá cho nó trôi nào. Ui, nó đéo về thật. Ok, bye bye anh em nhá.